Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mão Oan. MacBook M2 hiện tại đang là một cái tên rất là hot và đã được nhiều người tìm kiếm săn lùng kể từ khi nó bắt đầu được chính thức công bố ra mắt. Và hiện tại thì nó được bày bán ở tại Việt Nam. Mão Oan cũng là một cái cơ sở mà hiện tại đã có sẵn hàng. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào đường link phía bên dưới để có thể tham khảo về mẫu máy này. Tuy nhiên thì theo quan điểm cá nhân của mình, hiện tại thì chiếc MacBook M2 chưa thực sự là đáng mua. Vì sao vậy? Đây rõ ràng là một chiếc máy mới với cấu hình được cải tiến cũng như là thiết kế mới hoàn toàn. Nhưng mà ok, để mình sẽ làm rõ hơn các bạn trong video ngày hôm nay. Bắt đầu luôn nhé. Điểm đầu tiên mà mình thấy chiếc MacBook M2 chưa thực sự đáng mua thời điểm hiện tại đó chính là về mức giá. Hiện nay để có thể dinh được em nó về nhà, các bạn phải bỏ ra khoảng gần 31 triệu đồng. Cụ thể thì ở Mac One hiện tại đang bán với mức giá là 30.990.000. Đây là một con số khá là cao đối với chiếc MacBook Air. Thậm chí nó còn đắt hơn so với cả chiếc MacBook Pro M1. Với cái số tiền đó thì các bạn có thể lựa chọn cho mình phiên bản MacBook Air chạy chip M1 với 16GB sẽ thực tế hơn rất là nhiều. Hoặc là các bạn chỉ cần bỏ thêm ra một chút xíu nữa thôi, cụ thể là khoảng 500.000 thì các bạn đã có thể sở hữu được phiên bản MacBook Pro chạy chip M2 với 10x GPU mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và chắc chắn chiếc MacBook Pro đó có thể làm được nhiều việc hơn ở chiếc MacBook M2 rồi. Thứ hai đó là về hiệu năng. Các bạn không nghe nhầm đâu, mình nói về hiệu năng đấy. Nhưng mà tại sao rõ ràng chiếc MacBook M2 với con chip mới hơn thì nó phải chạy nhanh hơn chiếc MacBook M1 đúng không? Ok, đồng ý là chiếc M2 này có sự nâng cấp. Nó có nhiều bóng bán dẫn hơn cho tốc độ xử lý nhanh hơn khoảng 20% so với cả phiên bản M1. Nhưng mà về tốc độ đọc ổ cứng thì nó là cái vấn đề khác. Ở phiên bản M2, 256GB SSD năm nay thì Apple đã cắt bớt một con chip NAND ở SSD so với phiên bản M1 có tận 2 chip. Vì thế nên tốc độ đọc ghi của những phiên bản chạy chip M2 năm nay sẽ không được nhanh bằng so với cả phiên bản M1 năm ngoái. Nếu như các bạn muốn có cái tốc độ đọc ghi nhanh tương tự thì các bạn phải bỏ thêm ra khoảng $200 để lên những phiên bản 512GB. Tuy nhiên về cái tốc độ đọc ghi thì trong quá trình mà mình sử dụng ấy thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều tới cái trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên đối với cá nhân mình thì mình thấy nó lại hơi lấn cấn một chút xíu. Tại vì với cái số tiền chênh nhau khoảng 10 triệu đồng so với phiên bản năm ngoái thì mình mong muốn một chiếc máy nó hoàn hảo hơn, nó xịn sò hơn. Cuối cùng, cái này thì là do đánh giá của từng người thôi, đó là về mặt thiết kế của máy. Chiếc MacBook Air M2 năm nay thì có một cái thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những cái phiên bản Air trước đó. Và mình có thấy ở trong một số cái group về MacBook thì mình thấy là có một số người chưa thực sự là thích cái thiết kế mới này của MacBook, đặc biệt là cái phần tai thỏ. Nhiều người rất là phàn nàn về nó. Đối với mình thì mình luôn luôn thích những cái gì mới mẻ, xịn sò, đâm ra là mình rất là thích cái thiết kế này của Apple năm nay. Tuy nhiên phải bỏ ra cái số tiền chênh nhau khoảng 10 triệu đồng chỉ để đổi lại cái thiết kế thì chắc chắn là mình sẽ không lựa chọn rồi, nó không thực tế. Tuy nhiên nếu như các bạn có đủ điều kiện và các bạn muốn trải nghiệm những cái thứ mới mẻ và những cái thiết kế hợp thời đại thì chiếc MacBook M2 vẫn là một cái sự lựa chọn mà các bạn nên cân nhắc. Ok, trên đây là toàn bộ chia sẻ của mình về việc mà chiếc MacBook M2 vào thời điểm hiện tại tại sao nó chưa thực sự là đáng mua. Nếu như các bạn vẫn quan tâm thì mình sẽ để đường link phía bên dưới dẫn tới cửa hàng của Mão Oan. Hiện tại ở đây thì đang bày bán những chiếc MacBook M2 cũng như là M1 với mức giá cực kỳ là tốt. Các bạn nhớ tham khảo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. À, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bye bye.